anh Hoàng cũng trêu nhiều đấy, thì mình có nói là the other half của chị Kim Oanh, và cả hai anh chị đều là Zuka Ban Đề. Thưa tất cả quý vị, ngày xưa William Shakespeare đưa cho chàng hoàng tử Hamlet một cái sọc trắng siêu hình, và cái câu hỏi đó nó vẫn cứ tồn tại cho tới bây giờ. Cái câu nói, câu hỏi tồn tại hay không tồn tại, và ngày sau năm 1975 chúng tôi đã đứng bơ vơ tứ bề ngập trong dạ dối, và chúng tôi cũng tự hỏi sống cho hết cuối cuộc đời có phải là một trò chơi trẻ dài hay là đâu có phải là một trò chơi trẻ dài. Anh Phan Huy Tấn đã lấy một bài thơ trong tác phẩm Doctor Zhivago, thơ của Yurli Zhivago, được Nguyễn Hữu Hiếu dịch, và anh Phan Huy Tấn đã chuyển thành ca khúc. Duyên nào lần tôi bước lên sân khấu, tựa lưng vào cánh cửa gà, tôi cố lắng nghe một âm hưởng xa xăm từ đâu vọng đến. Định mệnh nào đã dành sẵn cho tôi, đêm tôi làm tôi ngồi lên thành đinh, trăm ngàn ông nhắm xoay vào tôi. Ôi Abba cha, nếu có thể xin cha hãy miễn cho tôi khỏi chén đắng cay này. Ý Chúa chấp nhận, dù sao tôi vẫn thích và bằng lòng thù diện vai này. Nhưng một tất kịch khác đang diễn trên sân khấu, xin cho tôi được miễn ở màn này. Những thứ từ lớp lan đã hoạch định xong, và kết cục chẳng sao rời chuyện được. Một mình tôi đứng bơ vơ từ bề ngập trong giả dối. Trò chơi trẻ dài.